Đây là câu hỏi khó nhất thế giới. Bạn nào tự tin rằng mình có IQ 200 hoặc là IQ vô cực á, trả lời câu hỏi này cho mình. Cái nào có trước, con gà hay trái trứng? Trả lời nhanh giùm mình. Các bạn có 5 giây nha. 1, 2, 3, 4, 5. Hết giờ. Các bạn đã trả lời được chưa? Nếu như các bạn chưa có câu trả lời thì ngay bây giờ mình sẽ giúp các bạn. Cái nào có trước đây ta? Con gà hay là trái trứng? Mình nghĩ là con gà, tại vì con gà đẻ ra quả trứng mà. Sai rồi các bạn. Vậy thì chỉ còn một đáp án là quả trứng thôi. Quả trứng xem như thế nào? Một con khủng long. Tại sao lại như vậy? Người ta có một câu trả lời dành cho mình nè các bạn. Khủng long có trước con gà. Tại sao như vậy ta? Bạn nào có câu trả lời hoặc là bạn nào giải thích được á, hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên để lại cho mình một like nếu như các bạn trả lời đúng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.